Thầy thân ái chào các em. Chúng ta sang đến cái chuyên đề thứ 9. Đó là chúng ta bàn với nhau về thể tích của một khối đa diện. Ở đây thì thầy hướng dẫn cho các em một số những cái kinh nghiệm để mà chúng ta có một cái, người ta cho một cái hình chóp hoặc là một cái khối lăng trụ. Thế rồi trong hình khối chóp đó, cái khối lăng trụ đó, người ta sẽ cắt nó ra thành những cái khối đa diện và chúng ta sẽ đi tính cái khối đa diện đó. Thì thường cái kinh nghiệm là chúng ta sẽ tách cái khối đa diện cần tính đó thành những cái khối nhỏ để chúng ta tính thể tích những khối nhỏ đó, hoặc là chúng ta kết hợp với lại những cái khối khác để chúng ta nhìn ra được cái thể tích của cái khối đa diện cần tính. Và qua đó chúng ta cũng có dịp để ôn lại cái tỷ số thể tích. Trước hết chúng ta xem ví dụ thứ nhất. Chúng ta có cái hình chóp S, A, B, C, D. Có đáy là hình vuông cạnh A. Chúng ta vẽ cái đáy A, B, C, D là hình vuông. Giả thiết cho biết SA bằng A và SA vuông góc với đáy. Chúng ta vẽ SA thẳng đứng và nối lại với nhau. M là trung điểm của SB. Chúng ta vẽ ra. N là điểm thuộc cạnh SD sao cho SN bằng 2 lần ND. Chúng ta vẽ cái điểm N ra. Xin lưu ý rằng độ dài của đoạn SN là gấp đôi lần độ dài của đoạn ND. Tính thể tích của khối tứ diện A, C, M, N. Chúng ta vẽ cái khối tứ diện đó ra. Thế thì chúng ta thấy đây là cái khối A, C, M, N. Đó. Thế bây giờ chúng ta nhìn, chúng ta quan sát như sau. Nếu chúng ta xem đáy của nó là A, M, N, thì lúc này chúng ta có được thể tích của cái khối đỉnh là C, đáy là A, M, N. Thể tích khối tứ diện bằng gì? Bằng 1 phần 3 diện tích đáy, tức là diện tích của tam giác A, M, N, nhân cho chiều cao. Chiều cao của cái khối này đó chính là khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng A, M, N. Chúng ta quan sát, chúng ta thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta lại thấy như sau. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng A, M, N. Thế thì chúng ta thấy một điều như này. Nếu ta nối BD lại, ta gọi O là giao điểm của hai đường chéo của cái hình vuông ABCD, thì chúng ta thấy O là trung điểm. Cho nên là khoảng cách từ C đến mặt phẳng A, M, N nó phải gấp 2 lần khoảng cách từ O đến mặt phẳng A, M, N. Lý do vì O là trung điểm của AC. Cho nên ta thay cái khoảng cách từ C đến mặt phẳng A, M, N là bằng 2 lần khoảng cách từ O đến mặt phẳng A, M, N. Như thế thì như vậy chúng ta quan sát lại, nó bằng 1 phần 3 diện tích tam giác A, M, N nhân cho khoảng cách từ O đến mặt phẳng A, M, N chính là cái thể tích của cái khối chóp O, A, M, N. Vậy thì nó, ở đây số 2 nữa. Vậy thì nó bằng 2 lần thể tích của O, A, M, N. Thế thì ở sở dĩ ở đây chúng ta thấy đầu tiên đỉnh ta chọn là C, thì cái việc đó nó khó hơn là ta chọn cái đỉnh là O cũng có đáy là A, M, N. Thì cái việc đó chúng ta tính toán nó dễ dàng hơn. Và lúc này thì chúng ta thấy cái khối tứ diện O, A, M, N đây, nó chính là bằng cái gì? Nó bằng thể tích của cái khối này. Chúng ta quan sát thật kỹ O, A, M, N. Chúng ta thấy chưa? Nó bằng thể tích của cái khối SBD. Đây, thể tích lớn, rất lớn này. S, B, D. Trừ cho thể tích của cái khối N, A, O, D. Rồi trừ cho thể tích của cái khối M, A, O, D. Trừ tiếp cho thể tích của cái khối còn lại S, A, M, N. Chúng ta thấy chưa? Vậy thì bây giờ để tính thể tích của cái khối O, A, M, N, chúng ta đi tính thể tích của ba cái khối tứ diện này. Bốn cái thể tích của tứ diện này. Chúng ta tính trước thể tích của khối tứ diện S, A, B, D. Chúng ta thấy ngay thể tích của khối chóp bằng 1 phần 3 diện tích đáy là diện tích nào? A
ABD diện tích bằng nửa diện tích hình vuông, cho nên nó bằng A bình phương chia 2, hình vuông cạnh bằng A. Nhân cho chiều cao của chúng ta là SA. SA giả thiết cho biết bằng A, tức là nhân cho A. Vậy tổng kết thu gọn lại ta có được A mũ 3 chia 6. Ta tính tiếp thể tích của khối chóp NAOB. NAOB thì chúng ta có như sau. Đáy của chúng ta là AOD đây. Vậy thì bằng 1 phần 3 diện tích đáy. Đáy là tam giác AOB bằng 1 phần 4 diện tích của hình vuông, tức là bằng A bình phương chia 4. Chiều cao của chúng ta từ N hạ vuông góc xuống đáy tại H, thì chúng ta thấy ngay NH định lý Thales, NH này chia SA bằng DN chia cho DS, mà DN là 1 phần, DS 3 phần, tức là bằng 1 phần 3, mà SA bằng A. Như vậy thì NH nó bằng A chia 3, ta nhân cho A chia 3 chiều cao, ta thu gọn ta có A mũ 3 chia 36. Ta tính tiếp thể tích của khối MAOB. AOB chúng ta có đáy là ai? MAOB đây. Vậy thì nó bằng 1 phần 3 diện tích đáy. Đáy của chúng ta cũng bằng 1 phần 4 diện tích của hình vuông, tức là bằng A bình phương chia 4. Nhân cho chiều cao từ M, chúng ta vẽ MK vuông góc với đáy tại K, thì ta có được MK là đường trung bình của tam giác SAB, vì M là trung điểm mà. MK song song với SA. Như vậy thì MK bằng SA chia 2, tức là bằng A chia 2. Chúng ta rút gọn lại được A mũ 3 chia 24. Bây giờ để tính thể tích của SAMN, SAMN, chúng ta thấy chúng ta sẽ dùng cái tỷ số thể tích như sau. Chúng ta có thể tích của SAMN chia cho thể tích của SABD thì bằng cái gì? SA chia SA bằng 1 rồi, bằng SN chia SD, đúng không nào? Nhân cho SM chia SB, mà SN chia SD thì bằng bao nhiêu? 2 phần 3. SM chia SB bằng bao nhiêu? 1 phần 2. Nhân lại với nhau ta thấy nó bằng bao nhiêu? 1 phần 3. Như vậy từ đây ta có được SAMN bằng 1 phần 3 thể tích của khối SABD. Mà SABD ta vừa mới tính vừa rồi, A mũ 3 chia 6. Vậy nhân tiếp cho 1 phần 3 ta có được A mũ 3 chia 18. Ta thế 4 cái khối tứ diện vừa tính vào đây thì ta có được thể tích của cái khối OAMN. Rồi ta nhân cho 2 thì ta có được cái thể tích của cái khối CAMN, là thể tích mà cái khối cần tìm. Và phương án đúng của chúng ta là phương án C. Thế thì ở đây chúng ta thấy qua ví dụ 1, chúng ta cũng tính thể tích của một cái khối đa diện, chúng ta cũng nhìn trong cái tổng thể của bài toán để mà chúng ta kết hợp với những cái khối khác, để chúng ta lấy khối này ta bớt khối kia, ta trừ khối nọ ta thêm khối khác, và những cái khối đó cho phép chúng ta tính được nhanh. Đó, cái kiểu bóc tách của một cái khối đa diện ra chúng ta thấy. Thêm một cái ví dụ nữa, ví dụ số 2. Giả thiết cho biết hình chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật, chúng ta vẽ hình chóp nó ra. Nhớ đáy là hình chữ nhật. Một mặt phẳng song song với đáy ABC và cắt các cái cạnh của nó. Như vậy chúng ta vẽ một cái mặt phẳng song song
với đáy. Và cắt SA, SB, SC, SD lần lượt tại các điểm M, N, P, Q. Cắt SA tại M, cắt SB tại N, cắt SC tại P và cắt SD tại Q. Gọi M phẩy, N phẩy, P phẩy, Q phẩy là hình chiếu của M, N, P, Q trên đáy ABCD. Ta chiếu xuống M phẩy, N phẩy là hình chiếu của N trên đáy, P phẩy là hình chiếu của P trên đáy và Q phẩy là hình chiếu của Q trên đáy. Bây giờ đi tính thể tích của cái khối M, N, P, Q, M phẩy, N phẩy, P phẩy, Q phẩy. Thì ta thấy là cái khối này của chúng ta nó chính là cái hình hộp. Hình hộp này không những thế mà nó còn là hình hộp chữ nhật. Đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta thấy cái khối này là hình hộp chữ nhật, cho nên thì cái thể tích của nó bằng cái gì? Bằng kích thước ba cạnh. Cạnh thứ nhất là M, M, N, ta đặt cái thể tích là V. Rồi cái kích thước thứ hai là M, Q. Và kích thước thứ ba là M, M phẩy. Bây giờ để tính thể tích V thì ta sẽ đi tính độ dài của M, N, M, Q và M, M phẩy. Sao cho cái thể tích này lớn nhất, khi đó thì cái tỷ số SM chia SA sẽ bằng bao nhiêu. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đặt cái tỷ số đó bằng K, chẳng hạn như vậy. Và bây giờ SM chia SA thì chúng ta thấy rõ ràng cái tỷ số này của chúng ta bé hơn 1, cho nên K của chúng ta nó phải di chuyển từ 0 đến 1. Rồi bây giờ thì chúng ta quan sát, ta tính MN. MN thì chúng ta dùng định lý Thales thì chúng ta có được này. MN chia AB thì bằng SM chia SA. Chúng ta thấy không? Nào, trong tam giác SAB thì MN song song với AB, do cái mặt phẳng MNPQ mà song song với đáy, cho nên đương nhiên MN song song với AB. Rồi mà SM chia SA chúng ta thấy bằng bao nhiêu? Bằng K. Như vậy từ đây ta tính được MN là bằng K lần AB. Ta tính tiếp MQ. Một cách tương tự như vậy, ta xét trong tam giác SAD, MQ song song với lại AD, cho nên MQ chia AD, ta định lý Thales nó cũng bằng SM chia SA, SM chia SA bằng K. Như vậy từ đây ta có được MQ bằng K lần AD. Bây giờ ta còn tính tiếp đến đoạn MN. MM phẩy, đúng chưa? MM phẩy thì chúng ta thấy như sau. Đoạn MM phẩy này, bây giờ ta vẽ SA vuông góc với đáy ABC, đúng chưa? Vậy thì chúng ta để ý thấy nè, cái mặt phẳng SAH, cái mặt phẳng này cắt đáy theo cái giao tuyến là AH, mà do MM phẩy vuông góc với đáy, SA cũng vuông với đáy, cho nên MM phẩy song song với SA. Do đó mà M phẩy rồi A rồi H phải nằm trên giao tuyến của cái mặt phẳng SAH với đáy. Nói tóm lại nghĩa là ba điểm A, M phẩy, H của chúng ta nó phải thẳng hàng. Mà chính vì nó thẳng hàng như vậy cho nên trong tam giác SAH ta dùng được định lý Thales như sau. MM phẩy chia cho SA nó bằng AM chia AS, tức là AM AS nó cũng chính là SA thôi. AM chia SA. Mà chúng ta lại quan sát tiếp thì chúng ta thấy AM lại bằng SA trừ cho SM. Chúng ta phá cái AM ra bằng SA trừ đi cho SM. Còn SA chúng ta viết là, tắt tiếp, SA chia SA bằng bao nhiêu? Bằng 1, trừ cho SM chia SA. Mà SM chia SA chúng ta đặt nó là K, như vậy chỗ này của chúng ta nó bằng K, đúng chưa? Vậy thì SM, M phải chia SH bằng 1 trừ K. Chúng ta bôi đi, bằng 1 trừ K. Thế thì lúc này chúng ta có MM phải bằng 1 trừ K nhân SH nhân chéo lên. Thế thì lúc này thể tích của chúng ta bằng cái gì? Thể tích V của chúng ta bằng 3 đoạn MN nhân MQ nhân M, M phải
ba đoạn MN, MQ, M phải nhân lại. Ta nhân lại trước nhé. K nhân K là K bình, nhân cho 1 trừ K. Đúng chưa? Rồi nhân tiếp cho AB, AD và SH. Chúng ta quan sát cái đoạn này. AB nhân AD nhân SH. AB nhân cho AD, nó chính là diện tích của cái hình chữ nhật ABCD. SH của chúng ta là đường cao trong cái hình chóp SABCD. Như vậy thì AB nhân AD nhân S chính là bằng 3 lần cái thể tích của khối chóp SABCD. Đúng chưa nào? Nhân cho K bình phương, nhân cho 1 trừ K. Mà do hình chóp của chúng ta là cố định, cho nên cái thể tích của cái khối chóp đó cũng cố định. Do thế mà chúng ta muốn tìm giá trị lớn nhất thì chúng ta chỉ còn đây, cái này là hằng số đây nè. Như vậy chúng ta chỉ cần tìm K sao cho K bình phương nhân 1 trừ K của chúng ta là lớn nhất. Thì bằng cách chúng ta đi khảo sát hàm số, chúng ta xem cái hàm số nào y bằng nhân vô K bình phương trừ K mũ 3. Chúng ta lấy đạo hàm ra được 2K trừ 3K bình phương. Ta cho đạo hàm bằng 0 thì ta có được hai nghiệm K bằng 0, K bằng 2 phần 3. Ta lập cái bảng biến thiên giá trị ở đây, xin lỗi, ở đây là K nha, chứ không phải là x, K. Rồi ở đây là y phết, ở đây là y. Chúng ta thấy thằng K của chúng ta chỉ di chuyển trong cái khoảng từ 0 đến 1, thì ở đây ta có từ 0. Rồi 2 phần 3 bé hơn 1, ta giữ lại ở đây 1. Thế thì ở đây dấu, chúng ta xét dấu bậc 2, dấu không khó. Trong trái ngoài cùng chúng ta có được cái bảng xét dấu của y phẩy. Đạo hàm dương thì hàm số đồng biến và đạo âm thì hàm số nghịch biến. Vậy K trong khoảng từ 0 đến 1 thì giá trị lớn nhất đạt được khi K x bằng K, chứ là chữ K nè, khi K bằng bao nhiêu? 2 phần 3. Như vậy phương án đúng của chúng ta đã là phương án A. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sau hơn 20 năm hình thành và phát triển đã và đang trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động, trở thành thương hiệu và là điểm đến của mọi sinh viên trên khắp mọi miền đất nước. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 khối ngành: sức khỏe, kinh tế, xã hội nhân văn, nghệ thuật mỹ thuật và kỹ thuật công nghệ. Nhiều chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và đang được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUNQA của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Chất lượng đào tạo của trường cũng đã được khẳng định trên trường quốc tế qua việc được xếp hạng 4 sao bởi tổ chức QS-Star Anh Quốc và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia. Năm 2020, trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, xét điểm học bạ Trung học Phổ thông đạt 1 trong 3 tiêu chí, tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 hoặc tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng khối ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thi tuyển đầu vào do trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, xét tuyển các thí sinh nước ngoài đủ điều kiện học tập theo diện cử tuyển. Trong năm nay, trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục nhận hồ sơ đào tạo các chương trình bậc thạc sĩ, cử nhân, hệ đào tạo từ xa với văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Ngoài ra, sinh viên lựa chọn theo học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn có cơ hội được trở thành sinh viên quốc tế nếu theo học các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học tiên tiến trên thế giới đã có ký kết hợp tác với trường. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 1900 2039. Rồi bây giờ chúng ta xem tiếp ví dụ thứ ba. Giả thiết cho chúng ta biết khối lăng trụ ABC A', B', C' có thể tích bằng 9A bình phương. Xin lưu ý rằng khối lăng trụ này người ta cho là lăng trụ thường, không có phải lăng trụ đứng chúng ta vẽ ra. M là điểm trên cạnh SC, CC phẩy sao cho MC bằng 2 lần MC phẩy. Chúng ta có MC gấp đôi lần MC phẩy. Tính thể tích của khối chóp AB phẩy CM. Chúng ta nối cái khối chóp lại với nhau, đó như hình ảnh ở trên bảng. Thế thì bây giờ chúng ta có như sau. Chúng ta thấy rằng cái thể tích của cái khối chóp đỉnh là A
đáy là B phẩy C M. Nó bằng điều sau đây. Chúng ta quan sát. Bằng 1 phần 3 diện tích đáy. Đáy ta chọn là tam giác B phẩy C M. Nhân cho chiều cao nghĩa là khoảng cách từ A đến mặt phẳng B phẩy C M. Đúng chưa nào? Cái mặt phẳng này là cái mặt phẳng rộng lớn đây nè. Đó, chính là mặt phẳng B C C phẩy B phẩy đó. Thế thì bây giờ chúng ta để ý thấy cái tam giác B phẩy C M và tam giác B C B phẩy. Rõ ràng hai cái tam giác này là hai tam giác bằng với nhau. Chúng ta quan sát điều sau đây. Một tam giác B phẩy C M. Thấy chưa? Mà ở đây thì ta có được MC gấp đôi lần MC phết. Cho nên cái tam giác B phẩy MC nó phải bằng 2 phần 3 lần cái tam giác B phẩy C C phẩy. Vậy ta thay cái diện tích tam giác này bằng 2 phần 3 lần diện tích của tam giác B phẩy C C phẩy. Đó, bằng 2 phần 3 lần cái tam giác to này. Tam giác B phẩy MC vừa rồi phân tích bằng 2 phần 3 diện tích tam giác B phẩy C C phẩy. Rồi, chúng ta nối lại với nhau đây. Ta coi. Đó. Rồi bây giờ lại như vậy thì B phẩy C C phẩy thì nó lại nó là chính là cái khối chóp A. Đúng chưa? Nhìn nè, A nè, đáy là B phẩy C phẩy C. Như vậy nó bằng bao nhiêu? 2 phần 3 thể tích của cái khối đỉnh là A, đáy là B phẩy C phẩy C. Rồi bây giờ lại chúng ta lại quan sát tiếp. Chúng ta có thể tích của cái khối A B phẩy C phẩy C. Đây, cái tam giác B phẩy C C phẩy chúng ta quan sát. Và cái tam giác B B phẩy C là hai tam giác bằng nhau, có diện tích bằng nhau. Cho nên mà cái khoảng cách từ A đến cái mặt phẳng B phẩy C C phẩy và khoảng cách từ A đến mặt phẳng B B phẩy C phẩy là giống nhau. Cho nên cái thể tích của A B phẩy C phẩy C nó cũng chính là thể tích của cái khối A B B phẩy C phẩy. Chúng ta quan sát được không? Rồi bây giờ chúng ta lại thấy tiếp. Thay vì ta chọn đáy là B B phẩy C phẩy, chúng ta quan sát cái khối A B B phẩy C phẩy cùng với thầy. Chúng cũng chính là cái khối mà ta chọn cái đáy là A B C, đỉnh là B phết. Ta thầy đồng ý chưa? Được cái khối B phẩy A B C này, chúng ta lại thấy rằng hai cái đáy A B C và A phẩy B phẩy của chúng ta là bằng nhau và cái khoảng cách giữa hai đáy bằng nhau. Cho nên thể tích của cái khối B A B phẩy A B C nó cũng chính là bằng thể tích của cái khối A A phẩy B phẩy C phẩy. Mà bây giờ ba cái khối này của chúng ta rõ ràng hợp lại với nhau thì nó ra được cái khối lăng trụ A B C A phẩy B phẩy C phẩy. Chúng ta quan sát thì chúng ta thấy ngay. Mà thể tích của khối lăng trụ giả thiết cho biết bằng bao nhiêu? 9A mũ 3. Như vậy thì ba cái khối này hợp lại với nhau ra được cái khối lăng trụ thì từng chia làm 3 phần thì mỗi một phần của nó bằng bao nhiêu? 9 chia cho 3 bằng 3, đúng không? Bằng 3A mũ 3. Ta thay vào đây 3 với 3 đơn giản đi thì ta có nó bằng bao nhiêu? 2A mũ 3. Vậy thể tích cần tính của chúng ta là 2A mũ 3. Phương án đúng của chúng ta là phương án D. Chúng ta xem tiếp ví dụ thứ tư. Giả thiết cho chúng ta biết hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành và thể tích của khối chóp đó bằng 12A mũ 3. Chúng ta vẽ cái khối chóp SABCD. E là điểm trên cạnh SC, sao cho EC bằng 2 lần ES, tức là SC chúng ta chia làm 3 phần và EC của chúng ta lấy đây EC này, chúng ta lấy 2 phần bằng 2 lần, đúng không? EC bằng 2 lần SE. Đó, đây. P là mặt phẳng chứa đường thẳng AE. T
ta vẽ AE ra. Và song song với đường thẳng BD, ta vẽ đường thẳng BD ra. Mặt phẳng P của chúng ta cắt SB, SD lần lượt tại M và N. Cắt SB tại M, cắt SD tại N. Tính thể tích của khối chóp S, A, M, E, N. S, đỉnh là S, đáy là A, M, E, N. Thế bây giờ trước tiên chúng ta để ý với nhau điều sau đây. Nếu ta nối M, N lại với nhau, thì chúng ta thấy do cái mặt phẳng P là mặt phẳng A, M, E, N, mặt phẳng P song song với BD. Cho nên chúng ta thấy cái mặt phẳng P đó nó cắt cái mặt phẳng S, B, D theo giao tuyến là MN. Thì đương nhiên giao tuyến MN ở đó phải song song với BD. Chúng ta có cái nhận xét trước, MN là song song với BD. Đây, thấy chưa nào? Rồi bây giờ chuyện thứ hai. Nếu ta gọi O là giao điểm của hai đường chéo, thì chúng ta có được ta nối SO lại với nhau. Nếu ta gọi Y là giao điểm của MN và IAI và AE, thì chúng ta để ý thấy như sau. Ba cái điểm này nè, điểm S, điểm Y và điểm O của chúng ta, nó cùng nằm trong mặt phẳng S, A, C. Đồng thời S, Y, O cũng nằm trong mặt phẳng S, B, D. Cho nên ba điểm S, I, O nằm trên giao tuyến của hai mặt phẳng chúng ta vừa nêu. Cho nên S, I, O của chúng ta phải thẳng hàng. Nghĩa là chúng ta có cái điều sau đây: S, O, A, E và M, N đồng quy tại Y, cắt nhau tại điểm Y. Rồi, chúng ta có được hai cái nhận xét đó. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta xem, đi ta tách cái đáy A, M, E, N thành hai phần A, M, E, A, E, N. Thì khi đó thể tích của cái khối S, A, M, E, N chính là bằng thể tích của cái khối S, A, M, E cộng tiếp cho thể tích của cái khối S, A, E, N. Đúng không nào? Rồi, vậy thì bây giờ để tính thể tích của cái khối mà đề bài yêu cầu, chúng ta đi tính thể tích của từng khối nhỏ một. Thế thì ta dùng tỷ số thể tích như sau: S, A, M, E, chúng ta so sánh nó với tỷ số thể tích sau đây: S, A, M, E chia cho S, A, B, C thì bằng cái gì? S, M chia S, B nhân cho S, E chia S, C. Chúng ta viết SE nhân SC trước, SE mà chia B sau không sao, cái nào trước cái nào sau cũng được. Mà SE chia SC bằng bao nhiêu? 1/3, đúng không? Ta thay vào 1/3. Vậy ta chỉ còn kẹt lại cái tỷ số SM chia SB. Chúng ta thấy điều sau đây. Ta gọi cái điểm F là trung điểm của EC chia làm 3 phần. Thì chúng ta thấy một điều sau đây nè. OF, thấy không? Rõ ràng nó là đường trung bình trong cái tam giác SC, A, E. Bởi vì sao? O là trung điểm của AC, F là trung điểm của EC, cho nên OF là đường trung bình. Mà OF là đường trung bình thì ta có được cái gì? OF chia thì F là OF nó bằng bao nhiêu? AE chia 2, đúng không nào? Tức là OF phải song song với AE. OF là đường trung bình mà, đúng chưa? Rồi bây giờ ta lại thấy tiếp, do OF song song với AE mà O là đường trung bình, đúng chưa? O là trung điểm, thầy nói nhầm, O là trung điểm. OF song song với AI, thấy chưa nào? Cho nên chúng ta lại thấy tiếp, có được là IF. Đó, thấy chưa? Nó là đường trung bình của tam giác S, O, F. Đó. Mà như vậy thì ta có được
Y chính là trung điểm của SO, đúng không? Y mà Y là trung điểm của SO thì lúc này trong cái tam giác S đó, O, B, ta có Y là trung điểm mà IM lại là song song với OB, cho nên IM lại tiếp tục là đường trung bình của tam giác nào? S, B, C. Cho nên ta có được M là trung điểm. Mà M là trung điểm của SB thì ta có SM chia SB nó phải bằng 1 phần 2. Vậy tỷ số SM chia SB bằng bao nhiêu? 1 phần 2. Ta nhân lại với nhau ta có được 1 phần 6. Thì ta suy ra thể tích của khối SAME bằng 1 phần 6 SABC. Rồi. Là SABC thì nó bằng một nửa thể tích của cái khối chóp SABCD. Mà thể tích này người ta cho biết bằng 12 A mũ 3 chia đôi ra bằng 6. Chia ra 6 thì bằng được A mũ 3. Bây giờ ta lại tiếp tục lập cái tỷ số thể tích của SAEN đây với lại thể tích của khối SACD. Thế thì ta thấy nó bằng bao nhiêu? Nó bằng S E chia SC nhân cho SN chia SD. Mà SE chia SC ta biết nó bằng bao nhiêu rồi? 1 phần 3. Một cách tương tự chứng minh như vừa rồi, chúng ta cũng có N là trung điểm của SD. Có nghĩa là ta có cái tỷ số này chia ra bằng 1 phần 2 nhân lại bằng 1 phần 6 thể tích của khối SACD. Mà SACD thể tích của nó bằng một nửa lần thể tích của khối chóp SABD. Như vậy chia ra bằng 6, đơn giản cho 6. Như vậy còn lại là A bình phương. Thế bây giờ ta lấy hai cái thể tích này ta cộng lại với nhau thì ta có được phương án đúng của chúng ta là phương án D bằng 2A mũ 3. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sau hơn 20 năm hình thành và phát triển đã và đang trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động, trở thành thương hiệu và là điểm đến của mọi sinh viên trên khắp mọi miền đất nước. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 khối ngành sức khỏe, kinh tế, xã hội nhân văn, nghệ thuật mỹ thuật và kỹ thuật công nghệ. Nhiều chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và đang được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUNQA của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Chất lượng đào tạo của trường cũng đã được khẳng định trên trường quốc tế qua việc được xếp hạng 4 sao bởi tổ chức QS-Star Anh Quốc và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia. Năm 2020, trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, xét điểm học bạ Trung học Phổ thông đạt 1 trong 3 tiêu chí, tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 hoặc tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng khối ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thi tuyển đầu vào do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, xét tuyển các thí sinh nước ngoài đủ điều kiện học tập theo diện cử tuyển. Trong năm nay, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục nhận hồ sơ đào tạo các chương trình bậc thạc sĩ, cử nhân, hệ đào tạo từ xa với văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Ngoài ra, sinh viên lựa chọn theo học tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn có cơ hội được trở thành sinh viên quốc tế nếu theo học các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học tiên tiến trên thế giới đã có ký kết hợp tác với trường. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 1900 2039. Chúng ta qua ví dụ số 5. Giả thiết cho biết lăng trụ đều A, B, C, A phải, B phải, C phải có tất cả các cạnh bằng A. Lăng trụ đều tức là lăng trụ đứng và đáy là tam giác đều. Chúng ta vẽ cái lăng trụ đứng, đáy A, B, C, A phải, B phải, C phải đều là những tam giác đều. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của A, B và B phải, C phải. M là trung điểm của A, B. N là trung điểm của B phải, C phải. Mặt phẳng A phẩy MN cắt BC tại P phở. Mặt phẳng A phẩy MN
cách BC tại điểm P phở. Tính thể tích của cái khối đa diện MPP A phẩy B phẩy N ta nối lại. Thế thì chúng ta đây, thể tích của các cái khối lớn mà chúng ta tô màu nâu đó. Thế bây giờ chúng ta để ý thấy như thế này. Chúng ta có được A phẩy N nào song song với AB C, đúng không? Đương nhiên. Thế thì ở đây chúng ta lại có tiếp cái mặt phẳng này nè, A phẩy MP N cắt cái đáy ABC theo giao tuyến là MP, mà A phẩy N là song song với đáy dưới, cho nên giao tuyến MP phải song song với A phẩy N, đúng chưa? Ta có được điều này trên bảng đó. Trong màn hình chúng ta thấy rồi, đó là ý tưởng thứ nhất. Rồi bây giờ ý tưởng thứ hai, chúng ta thấy rằng A phẩy M và NP cùng nằm trong cái mặt phẳng A phẩy MPN, cho nên đương nhiên ta kéo dài ra nó phải cắt nhau tại một cái điểm Y nào đó. Rồi chúng ta lại quan sát tiếp điểm B phẩy, điểm B và điểm Y cùng nằm trong mặt, cùng nằm trên hai cái mặt phẳng sau đây, A Y B phẩy và B phẩy N Y, nghĩa là B phẩy B Y nằm trên giao tuyến của hai mặt phẳng chúng ta vừa liệt kê. Do vậy nếu ta kéo dài B B phẩy ra, nó phải đi ngang qua điểm Y. Đây, đó. Vậy thì bây giờ chúng ta xem tiếp. Khi đó thì cái thể tích của cái khối B MB, đây nè, thử tích to đây nè, MB P phở A phải B phải N đó, ta tách nó ra như sau. Ta thấy nó bằng thể tích của cái khối chóp đỉnh là Y, đáy là A phải B phải N, rồi ta trừ đi cho thể tích của cái khối có đỉnh là Y, đáy là MP P phở, thì nó ra được cái thể tích của cái khối đa diện mà đề bài yêu cầu. Chúng ta đi tính thể tích của từng khối một. Ta tính thể tích của cái khối IB phẩy A phẩy N như sau. Thế thì nó bằng bao nhiêu? 1/3 diện tích đáy. Đáy của chúng ta là gì? A phẩy B phẩy N nhân cho chiều cao là ai? IB phẩy, đúng không nào? Thế thì bây giờ nó bằng tiếp 1/3. Ta thấy rằng A phẩy B phẩy N là bằng một nửa lần cái tam giác A phẩy B phẩy C phẩy, mà A phẩy B phẩy C phẩy là tam giác đều cạnh bằng A bằng một nửa, diện tích tam giác đều bằng gì? Cạnh bình phương căn 3 chia 4, chia đôi nữa thì ra được cạnh bình phương căn 3 chia 8, đúng không? Cạnh đã thiết cho bị bằng A. Bây giờ ta chỉ còn tính độ dài của đoạn IB phết. Thế chúng ta quan sát điều sau đây. Chúng ta có nào, MP là gì? M là trung điểm của AB. Rồi có được cái gì nữa? MB song song với ai? A phẩy B phẩy. Cho nên MB là đường trung bình của tam giác Y A phẩy B phẩy. Cho nên ta có được cái gì? Y B phết B nè là trung điểm của ai? BY. Mà B B phẩy giả thiết cho B bằng ai? Bằng A. Mà B là trung điểm cho nên ta có được IB bằng bao nhiêu? Bằng 2A. Như vậy ta thế cái IB phết, xin lỗi, ta có được IB phết bằng 2A. Ta thế bằng 2A, rút gọn lại ta có được A mũ 3 căn 3 chia 12. Rồi ta tính tiếp thể tích của cái khối IMB. Thế thì ta có tỷ số thể tích sau đây. IMPP chia cho I A phẩy B phẩy N bằng I M chia cho I A phết, đúng chưa? Nhân tiếp cho I B nhân cho I B phết, nhân tiếp cho I B chia cho I N. Vậy thì ba cái tỷ số này bằng bao nhiêu? I M chia I A phết bằng 1/2, rồi I B chia I B phết cũng bằng 1/2, IP phở chia cho IN cũng bằng 1/2, nhân lại với nhau nó ra được bao nhiêu? 1/8. Từ đây ta tính được I
ta rút ra khoảng thể tích của IMPP bằng 1/8 thể tích của IA'B'N. Vậy thì ta thế cái thể tích của IMPP này bằng 1/8 IA'B'N. Ta thay vào đây, ta rút gọn lại thì bằng bao nhiêu? 7/8 thể tích của cái khối IA'B'N. Mà IA'B'N có thể tích vừa mới tính bằng A mũ 3 căn 3 chia 12 nhân cho 7/8. Ta có được 7 A mũ 3 căn 3 chia 96. Và phương án đúng của chúng ta là phương án B. Vậy thì qua 5 ví dụ mà chúng ta vừa mới theo dõi, thì để tính thể tích của một khối, chúng ta thường kết hợp với lại các cái khối khác để phân tách nó ra, chia nhỏ nó ra hoặc kết hợp, để thông qua đó chúng ta tính được, chúng ta trừ đi thêm bớt. Thì thầy hy vọng rằng qua 5 ví dụ đó, chúng ta giúp các em được ôn tập được một số những kiến thức, cái cách thức chia khối. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Thầy thân ái chào các em.